Thầy đang nói dở là như vậy, là không, mình không có một cái định lý nào nó nói rằng là một đô thị mà nó có một chu trình Hamilton khi và chỉ khi như thế này, tức là nó dựa vào một cái điều kiện đơn giản thì đó, giống như là định lý của Euler chẳng hạn, bảo là mình chỉ cần kiểm tra bậc của tất cả các đỉnh, sau đó mình sẽ kết luận được rằng là có chu trình Euler hay không. Với chu trình Hamilton thì không có. Và thực tế là bài toán mà cho một đồ thị này và tìm xem nó có chu trình Hamilton hay không là bài toán tương đối khó, trong cả tin học nữa. Đặc biệt là có một bài toán khó hơn nữa mà nó sẽ liên kết với phần sau, ngay sau đây thầy sẽ nói. Mình không chỉ cần muốn tìm cái chu trình Hamilton mà mình muốn tìm chu trình Hamilton mà nó ngắn nhất. Giống như là em là bắt đầu từ nhà kho em lấy hàng, em muốn đi qua tất cả các cái điểm em phải giao hàng xong em quay trở lại nhà kho đấy. Em không chỉ muốn làm như thế một vòng, có thể nếu giả sử như là có nhiều cái khả năng để làm như thế, em muốn tìm là trong cái khả năng, trong tất cả cái khả năng đấy, hãy tìm cái đường, tức là hãy tìm cái chu trình mà độ dài là ngắn nhất để em tiết kiệm xăng vân vân, tiết kiệm thời gian. Thì cái đấy, bài toán đấy nó tương đối khó trong tin học, là bài toán rất là nổi tiếng. Thì tí nữa thầy sẽ nói với em. Tuy rằng là không có một cái định lý nào nó nói rằng là đồ thị này có một cái chu trình Hamilton khi và chỉ khi gì đó, nhưng mà sẽ có cái một vài cái định lý nó nói rằng nếu đồ thị là thỏa mãn tính chất như thế này thì nó sẽ có một chu trình Hamilton, tức là người ta phát biểu về điều kiện đủ để có một chu trình Hamilton. Thì có hai cái định lý của Dirac này và Ore này, hai nhà toán học hình như là người Đức cũng lâu rồi nhé. Thế nếu em không người nhớ cái này, có nghĩa là em càng hiểu càng tốt nhé. Thế nhưng mà giả sử như là nếu mà cái này nó cảm thấy là ok, tất cả những cái trước mình phải hiểu đã, còn cái này thì mình không thể hiểu được, có những kiến thức khác em chưa hiểu thì em hãy tập trung vào những kiến thức khác, còn cái này thì là nói để em biết thôi. Thì ông Dirac thì ông ấy nói như thế này, ông bảo là giả sử cho tôi một đồ thị này, và giả sử là mọi đỉnh của đồ thị đấy nó đều có là bậc là ít nhất là n chia cho 2, trong đó n là số đỉnh nhé, thì là g sẽ có một cái chu trình Hamilton. Thì cái định lý này nó không có gì ngạc nhiên lắm, bởi vì như thế này, giả sử như là mỗi đỉnh đều có là bậc là tương đối cao, vấn đề ở trên này là cái đồ thị này nó không có là chu trình Hamilton, bởi vì nó có đỉnh bậc một thì em không thể có chu trình Hamilton được. Để có chu trình Hamilton thì em ít nhất phải có là bậc là 2 thì em mới có cơ may, là đỉnh nào phải có bậc là 2 thì em mới có cơ may có một chu trình Hamilton được. Và em nhìn vào hình vẽ thì em thấy là nếu như mà các cạnh càng được nối với nhau nhiều, giống như là một thành phố, các nếu mà càng có nhiều con phố nó càng, thì cái khả năng là cho nên em bắt đầu từ một đỉnh này, em đi đến đỉnh tiếp theo thì em có nhiều lựa chọn đúng không? Bởi vì cái bậc của cái đỉnh đấy nó cao, nghĩa là bậc cao có nghĩa là xung quanh nó là có nhiều cái lân cận. Ở mỗi đỉnh thì em có nhiều lựa chọn này để đi này, mà nếu mà đỉnh nào thì cũng có nhiều lựa chọn này, thì rõ ràng là cái xác suất để mà em bắt đầu từ một đỉnh, em có thể thăm tất cả các đỉnh khác và em quay trở lại đỉnh cũ, cái xác suất nó cao, bởi vì mỗi bước em có nhiều lựa chọn đúng không? Còn giả sử như là em đi đến xong gặp một cái đỉnh nào đấy và cái đỉnh đấy nó bậc nó thấp, nghĩa là xung quanh nó có rất ít lân cận, khi em đi đến đấy rồi em lại buộc phải chọn một trong các cái đường. Đó, em phải buộc chọn một, em chỉ có ít lựa chọn thôi. Có ít lựa chọn thì nó dẫn đến là khả năng là ok, thì cái xác suất mà để em có thể quay lại điểm ban đầu mà em không cần phải ghé thăm lại nó, cái xác suất đấy là tương đối thấp. Rồi thì định lý Dirac nó nói rằng là ok, cho nên nếu mà tất cả các đỉnh đều có bậc là lớn bằng n chia cho 2 thì là sẽ chắc chắn 100% là sẽ có là chu trình Hamilton. Sau đó định lý Ore thì nó nói cũng một cái điều tương tự như vậy, nó bảo là giả sử tôi có điều kiện là bậc của U cộng bậc của V lớn nó bằng n với mọi cái cặp đỉnh mà không kề nhau, U và V là cặp đỉnh không kề nhau, thì là G cũng có một chu trình Hamilton. Đây là nội dung của hai cái định lý này thì đều có cái dạng là gì? Đều có cái dạng là nếu đỉnh của các bậc này là đủ lớn, nếu đỉnh của các bậc là đủ lớn thì ta sẽ có một chu trình Hamilton.
Hoặc là nói cách khác thì nếu đỉnh của các bậc là đủ lớn, đỉnh của các bậc càng lớn thì là có xác suất càng cao để mà có chu trình Hamilton. Xong rồi lớn đến cái mức mà nó tự thỏa mãn bởi hai cái điều kiện ở trong cái định lý Dirac hoặc định lý Ore thì chắc chắn là 100% là sẽ có chu trình Hamilton. Bây giờ mình thử kiểm tra một số bài tập xem là một số đồ thị xem là có chu trình Hamilton hay không nhé. Và chu trình Euler hay không. Thì là bài tập ví dụ của thầy. Là thầy hỏi xem là những đồ thị sau là có cái Euler hay là Euler path này. Nếu mà không có chu trình Euler thì hỏi xem là có đường đường Euler không. Sau đó đồng thời thầy cũng hỏi chu trình Hamilton và Hamilton. Ok, thì là mình thử xem xét những cái đồ thị sau. Thầy chọn đồ thị nào đây? Rồi đồ thị thứ nhất này theo em thì là như thế nào? Tất nhiên là nếu mà nó có là Euler circuit ấy, thì bởi vì bản thân cái chu trình Euler thì nó cũng sẽ là một đường Euler rồi. Cho nên khi người ta hỏi là giả sử là trong trường hợp nó có Euler circuit rồi thì không nói làm gì. Còn nếu mà nó không có chu trình Euler, người ta hỏi là có đường Euler hay không, có nghĩa là người ta hỏi là một đường mà đi từ đỉnh này đến đỉnh khác. Được chưa? Rồi theo các em thì sao? Bạn nào làm cho thầy câu này? Cái này hình như là có đường Euler ạ. Có không? Suy nghĩ lại thì vì sao? Ok, em nói vì sao đi cho thầy. Bởi vì em thấy nó có hai đỉnh lẻ, đó là đỉnh D và đỉnh B. E cũng là lẻ đấy, F cũng là lẻ À, đấy. em cũng là Rồi thầy, em nhắc lại cho thầy là có chu trình Euler khi và chỉ khi cái gì? Từ nãy thầy nói là có chu trình nó Euler. có chu trình Euler khi và chỉ khi tất cả các đỉnh đều có bậc chẵn. Ừ, cho nên là chỗ này là sẽ có chu trình ở đây hay không? Chỗ này không có. Rồi, không có. Nhưng mà có đường ở đây không? Có đường ở đây khi và chỉ khi gì? Khi mà có hai đỉnh bậc lẻ. Chính xác hai đỉnh nhé. Nếu em cần đọc là Chính xác, chính xác, chứ phải có hai đỉnh thì người ta có thể là hiểu nhầm là nếu có bốn đỉnh thì có gọi là có hai không, đúng không? Ví dụ giống như em có 100.000 thì có tính em có 50.000 hay không. Ok, cho nên là em sẽ thêm từ chính xác vào, có chính xác hai đỉnh bậc lẻ, thì cho nên là cuối cùng đồ thị này có đường Euler không. không ạ. Rồi, có chu trình Hamilton không? Không ạ. Ừ, em suy nghĩ, em nhìn kỹ lại em có không? Bởi vì nó có cái đỉnh A là
hai mà ở đây có tận 6 đỉnh, thế nên là nó phải thỏa mãn cái tất cả các đỉnh đều phải lớn hơn hoặc bằng Không 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 3. không 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 thế thì em nhầm rồi. Cái định lý ở trên, định lý Dirac, định Ore là nói rằng là nếu mà đồ thị thỏa mãn như thế thì sẽ có Hamilton, chứ nó không nói rằng là có Hamilton thì phải suy ra là phải thỏa mãn điều kiện đó, không phải nhé. Nhớ lại, Dirac và Ore ở trên kia nó bảo là nếu đồ thị là như thế thì nó sẽ có Hamilton, còn nó không nói rằng nếu không có như thế thì không có Hamilton nhé, nó không nói thế. Nó không giống như định lý Euler nhé. Định lý Euler nó nói rằng khi và chỉ khi, hiểu ý thầy không? Có Rồi cho nên là thực ra định lý Dirac và định lý Ore thì em không cần nhớ, em không cần nhớ. Nói chung là em nhìn vào cái này đi, em tìm xem nó có đường không, có chu trình không. Ở mỗi đồ thị em tự làm đi nhé. À, có không? có Là thì em đọc cho thầy đấy, chu trình ở đây là gì? À, chu trình Hamilton này. trình Hamilton là em bắt đầu từ B này. Từ từ A đi, rồi B từ A thì à. A, B, E, D, C, F. Cuối cùng là A. đấy, có nhé. Và có đường Hamilton không? Có nghĩa là bản thân cái này là một đường Hamilton rồi nhé, cái chu trình là một đường rồi. Nhưng mà khi người ta hỏi cụ thể là có đường Hamilton hay không thì người ta muốn hỏi em là hỏi em là rồi cái câu hỏi này thì đường Hamilton là đường A, B, E, D, C, F là đường Hamilton nhé. Cũng là đường Hamilton nhé. Hoặc là AB này, D này, ABD hoặc là đường Hamilton đây là một này, hoặc là AB này. Có nhiều đường như ABD, E, FC cũng là một đường Hamilton nhé. Cứ miễn là nó đi tới vào tất cả cạnh nhưng mà không nhất thiết nó phải quay trở lại cái đỉnh ban đầu. Thường thì người ta sẽ là quan tâm đến chu trình Hamilton hơn là tại người ta muốn là cái bài toán mà kiểu em xuất phát từ một đỉnh ban đầu, sau đó em đi qua tất cả các đỉnh rồi em quay trở lại cái đỉnh ban đầu, nó có ý nghĩa thực tế. Còn nếu mà mình cứ đi 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 mãi xong mình đi đến thì nó không thú vị cho lắm nhé, không nó không có ý nghĩa thực tế cho lắm. Giống như em đi chơi ở đâu thì em phải nghĩ là mình đi chơi rồi nhưng mà mình còn phải biết đường về nữa đúng không, kiểu gì em phải đi về đúng không. À, đấy thì hay là giống như em đi vào một cái công viên hay là một cái khu giải trí, vui chơi giải trí nào đấy, công viên giải trí nào đấy, thì em muốn em đi một vòng, em không muốn tham lại những cái là em đã qua rồi, em muốn vòng em xem muốn mình có thể đi qua đi chơi tất cả các trò chơi mà sau đó thì mình lại quay trở lại cái điểm ban đầu chẳng hạn để mà mình nghỉ ngơi hoặc là cái gì đó nhé. Đấy thì đấy thôi. À, thêm một cái nữa nhé. Thế cho nên là thực ra là đồ thị mà nó đơn giản ấy thì là chu trình Euler với cả đường đường Euler thì không có gì để nói rồi, chu trình Hamilton thì nó sẽ là khó hơn, chu trình Hamilton thì nó sẽ khó hơn. Thầy cần làm tiếp không nhỉ? Nhưng mà nó không quá khó đến nỗi là bây giờ tất cả các đồ thị người ta cho em thì nó cũng đơn giản thôi, nó không quá khó đâu, nhưng mà dẫu sao thì em thử làm cái này xem. Cũng là câu hỏi tương tự nhé. Rồi, câu hỏi tương tự tiếp tục. Đồ thị này thì sao? Em nghĩ là có chu trình Euler hay không này, chu trình Hamilton hay không này.
Bạn nào nói về Erlang trước cho nó dễ đi. À, mới có chu trình Erlang hay không? Tương đối khó đúng không? Erlang dễ mà. Được, bạn nào nói cho thầy Erlang đi, có đường có chương trình Erlang không? Không ạ. Không, không có chương trình Erlang. No. Ở lên circuit này. Bởi vì sao em? Vì nó có nhiều hơn hai đỉnh có bậc lẻ. Hoặc là em nói chỉ cần cứ có một đỉnh bậc lẻ là không có circuit rồi cả. Thì em nhìn thấy là B bậc lẻ, em kết luận luôn là không có circuit, không có Erlang circuit nha. Nhưng mà có đường Erlang không? Không ạ. Suy nghĩ lại, có đường Erlang khi và chỉ khi cái gì? Khi mà có chính xác, khi mà chỉ có chính xác hai đỉnh bậc lẻ Trong trường hợp này có phải đúng chính xác hai như đỉnh vậy. bậc lẻ không? Hình như là có A và D được. A bậc mấy đây? Đếm đếm cẩn thận, A bậc mấy đây? A bước 1 em nhầm. Rồi thế có rồi thì cho nên là khi em làm bài này thì em còn đánh rồi bậc này bậc thì em đánh thêm vào đây nhé. Hai cho nó dễ nhìn nhé. 6 này, 3 này, 3 3 này, 3 6 này, 2. À, rồi sao nữa? 2 Sau khi em có thì em kết luận như thế nào? có đường ở này ạ. Đây là thầy đang luyện tập. Cho nên nó sẽ có đường Erlang. Và đường Erlang nó sẽ chạy từ từ B đến C. B đến C. B đến C. Chắc chắn nó sẽ làm được nhé. Nó giống như thầy làm một ví dụ trước, nhưng mà thầy sẽ không làm nhé. Nhưng mà về chu trình Hamilton thì em nghĩ là có không? Em nghĩ là không ạ. Tại sao? Có tìm được lý do không? Bởi vì nó có đại khái là em sẽ lấy cái đoạn cái đường nằm ngang AE á, sẽ chia cái này thành hai phần, một nửa phía trên và một nửa phía dưới. Và nó sẽ có một cái điểm giao, đó là điểm Y giữa cái đường BG và đường HC, mà tức là để đi từ phía dưới lên phía trên thì bắt buộc phải đi qua hoặc A hoặc B, à hoặc A hoặc Y hoặc D. Nhưng mà em thấy là dù bắt đầu từ điểm nào thì cũng đều phải đi qua ba điểm này, một trong ba điểm này ít nhất là hai lần. Tại sao thế? Rồi, giả sử em đến B trước đúng không? Ở đâu đó em đến B trước xong rồi cuối cùng em phải đi đến H thì ý em nói là thế gì? Dạ Dạ, vâng. từ B trước sau đó thì bạn sau đó em nghĩ là em phải đi đến H hoặc là em đi đến G trước đúng không? Thì lúc đấy em phải là chúng ta là em lý luận là nếu em phải đi đến H thì, giả sử nhé, giả sử em bắt đầu từ B đi. Ở đâu đó em phải đi đến H hoặc là G đúng không? Vâng. Thì sau đó em lý luận là để đi được đến H chẳng hạn thì em phải đi học em phải đi qua A hoặc Y chưa? Xong rồi từ Vâng. H em lại phải đi lên chỗ nào em lại phải đi lên em gặp đến C đúng không? Vâng. Thì em lại dùng A và Y. Sau đó từ C em đi xuống G thì em lại gặp là ok nếu như mà nếu em sử dụng A và Y để đi từ B sang đến H rồi H lên C rồi
thì em vẫn có thể dùng D để đi từ D đến G, từ C đến G, sau đó như thế nào nữa? Sau đó nếu sau đó thì nếu mà muốn đi đến E hoặc F thì em lại phải quay lại, em lại phải quay lại D hoặc Y, nhưng mà D hoặc Y Đấy thì thì đã đi qua rồi. rồi cho nên là cái lý luận đấy của em có thể là cũng cũng đúng, nhưng mà thực ra nó không thuyết phục lắm, bởi vì cái lý luận này nó phụ thuộc vào giả sử tôi đã như này, giả sử tôi đã như kia, mà cái giả sử đấy thì người ta lại cãi lại, không, tôi không đi từ B đến H mà tôi từ B đến G rồi sao, hiểu không? Tức là cũng có ý đúng ở trong cái lý Dạ luận vâng. của em, nhưng cái lý luận của em thì tức là nó sẽ để nó kiểu như là lý luận dựa trên là giả sử tôi sẽ đi như thế này thì như thế này, giả sử tôi sẽ đi như thế kia, chứ nó không nói một cách là kiểu như chắc chắn với người đọc này, à sẽ có lúc nào đó tôi phải làm cái này, để làm cái này tôi phải làm cái này, và để làm cái này tôi lại phải làm cái này, và cứ như thế tôi dẫn đến mâu thuẫn. Tức là cái lời giải của em là không có cái sức mạnh như thế, hiểu ý thầy không nhỉ? Dạ vâng. Nhưng mà nó có ý tưởng đúng, nó có ý tưởng đấy, cái ý tưởng đấy có thể biến thành một cái câu thuyết phục như vậy. Giống như suy nghĩ một lúc. Thì thầy sẽ là không có 24 path nhé. À không có 24 circuit trước đây. 24 path thì còn hơi khó hơn một chút. Bởi vì sao? Bởi vì em thấy là cái điểm D này này, nó có tính chất điểm D này gọi là điểm cắt này. Một đồ, điểm D là điểm khớp này, có nghĩa là thầy cắt cái điểm D ra một phát, thầy bỏ điểm D đi và bỏ tất cả các cạnh nối với D đi. Thì đồ thị nó lại phân ra thành hai mảnh. Nha, mảnh thứ nhất là gồm cái phần bên trái, mảnh thứ hai là phần E. Một đồ thị như thế thì không có chu trình Hamilton nhé. Lý do là gì? Lý do D là điểm cắt. Và bây giờ tại sao là một đồ thị mà là có điểm cắt thì nó sẽ không có thể có chu trình Hamilton? Thì lý do là như thế này nhé. Giả sử em bắt đầu từ là một cái đỉnh ở phiền bên trái của D, đấy, bắt đầu từ ở đây. Em có làm gì ở phần bên trái thì làm, nhưng cuối cùng em phải sang phần bên phải đúng không? Để mà ghé thăm, em bắt đầu từ B, em có thể ghé thăm tất cả những cái đỉnh bên trái rồi. Nhưng mà sau đó thì em phải ghé thăm E và F đúng không? Mà ghé thăm E và F thì em không có cách nào khác, em phải đi qua D em ghé thăm E và F đúng không? Nhưng một khi em đã ghé thăm E và F xong rồi, em lại phải quay trở lại đúng không? Em phải quay trở lại để mà ghé thăm cái điểm bắt đầu ấy đúng không? Thì chắc chắn là D nó sẽ phải đi hai lần, ít nhất hai lần, ít nhất hai lần. Cả lớp có hiểu cái lý luận của thầy không nhỉ? Có hiểu không? Có. Đấy, em bắt đầu từ một điểm bên trái nhé, tại vì D là điểm cắt này, cho nên là một đồ thị có một điểm cắt này hoặc là có một cầu này thì em sẽ không thể có chu trình Euler được, à không có thể có chu trình Hamilton được, bởi vì cái cầu này hoặc là cái cầu này hoặc là cái đỉnh đấy nó sẽ chia đồ thị thành hai phần. Đấy, thế giả sử em bắt đầu từ phần bên trái em làm gì thì làm, thầy không cần biết, nhưng mà đến lúc nào đó em phải thăm những cái bên phải. Nhưng mà em thăm những cái bên phải, nhưng mà em lại phải quay lại để mà quay, tại vì em muốn quay lại cái điểm bắt đầu mà. À, thì em khi mà em từ bên trái sang bên phải thì em bắt buộc em phải đi qua cái điểm D, hoặc là em bắt buộc phải đi qua một cái cầu nào đấy. Và khi mà em lại phải quay trở lại thì em bắt buộc lại phải đi qua điểm D, và em phải bắt buộc đi qua cái cầu này. Đúng không? Cho nên không được, không được. Rồi cho nên là không có là chu trình Hamilton. Nhưng bây giờ có đường Hamilton không? Liệu rằng là có cái chuyện là ví dụ mình bắt đầu từ một điểm bên trái, ví dụ B chẳng hạn, hoặc A cũng được nhé. Mình thăm tất cả bên trái, xong mình thăm D, xong mình thăm E, xong mình thăm F. Một phát là mình sẽ là có một đường Hamilton nhé, đúng không? Theo em có không? Hình như là có, Là ví dụ em đi như thế nào? Từ A đi, xuất phát từ A đi. nhưng mà em sẽ bắt đầu từ G ạ. Rồi em bắt đầu từ G cũng được, rồi em bắt đầu từ G đi. Em đi từ G đến Y, Ừ. xong đến H, xong Ừ. là đến A, Ừ. đến B, đến C, đến D, đến Đúng rồi. E. Đúng rồi. Và nó có là có
đường Hamilton, đúng rồi, em vừa tìm ra được, đúng rồi. G này, I này, H này, A này, B này, C. Đấy, thì về cái, em bắt đầu từ một cái điểm bên trái ở đây, em sẽ là đi được hết cái bên trái này. Sau đó em đi đến D này, đến E này, đến F là xong, đúng không? Ở vấn đề là tạo thành chu trình thì em lại phải quay trở lại cái phần bên trái, quay trở lại phần bên trái kiểu gì thì em cũng phải đi lại cái đây này. Đấy là lý do vì sao nó không thể có chu trình Euler, à chu trình Hamilton, nhưng mà nó có thể có đường Hamilton. Đúng rồi, em nói đúng rồi nhé. Có một cái câu tương đối khó hơn nữa là thầy sáng ở đây này. Thì câu này thầy sẽ không giải đấy nhé. Thì để các em về các em tự giải, tự suy nghĩ xem. Rồi đáp án ở đây là không có chu trình Hamilton, nhưng mà làm thế nào để em thuyết phục hoàn toàn người đọc là em không thể có chu trình Hamilton? Có đường Hamilton thì nó dễ, em sẽ thấy là có đường Hamilton, có không nhỉ? Cũng chưa chắc là có đường Hamilton, nhưng mà ok, em thử thuyết phục là không có chu trình Hamilton, sau đó thì em thử thuyết phục là có đường Hamilton không, thì thể chưa nhìn ra. Có vẻ như không có đường Hamilton luôn nhé. Nhưng mà để chứng minh không có đường Hamilton thì sẽ khó hơn nhé. Bây giờ tạm thời em cứ là có đường, có chu trình Hamilton thì em chứng minh là không thể có chu trình Hamilton đấy được. Thôi, nhưng mà đề test không khó như cái bài này đâu nhé. Đề test rồi cùng lắm nó chỉ như thế này thôi, chứ nó không khó. Đến bài này thì nó hơi nhiều quá, nó hơi khó. Rồi bây giờ mình sang cái mục cuối cùng của cái phần đồ thị này, gọi là bài toán là tìm đường ngắn nhất. Bài toán tìm đường ngắn nhất thì nội dung của bài toán này như sau, nó phát biểu như sau này. Ví dụ trước nha, sau đó thì phát biểu một cái hình thức toán học này. Ví dụ thì em có các thành phố này, và em có các chuyến bay giữa các cái thành phố, các sân bay ở các thành phố này. Thì là mỗi các thành thì người ta sẽ mô hình hóa cái đấy bằng đồ thị nha, mỗi thành phố là một đỉnh này. Và hai thành phố nào mà có chuyến bay trực tiếp tới nhau thì người ta sẽ nối cạnh giữa hai thành phố đấy này. Và bây giờ mỗi cạnh nó đều có một cái trọng số này, dương. Thì cái trọng số đấy nó có thể ghi là con số là khoảng cách bay, khoảng cách bay, hoặc là cũng có thể ghi là nếu mà em bay trực tiếp từ thành phố đến từ thành phố này đến thành phố kia thì là thời gian là bao nhiêu, thời gian bay là bao nhiêu. Và cũng có thể nó ghi vào em bay trực tiếp từ thành phố này đến thành phố kia thì là giá vé là bao nhiêu. Được chưa? Tức là bây giờ cho nên là em có một đồ thị này, ok, và các cạnh của đồ thị thì nó sẽ mang một trọng số dương này. Bây giờ mình bài toán của mình là bây giờ là mình chọn ra hai cái đỉnh của đồ thị này, hai đỉnh bất kỳ của đồ thị này, và mình muốn đặt câu hỏi là hãy tìm cái đường ngắn nhất này đi từ đỉnh này đến đỉnh kia. Ngắn nhất hiểu theo nghĩa là gì? Thì độ dài của một đường có nghĩa là gì? Đấy, thì nếu em ví dụ em bay từ San Francisco mà em bay qua thành phố nào đấy thì cái đường ngắn nhất có nghĩa là em tìm ra một chuyến sao cho là ví dụ nếu mà cái gọi là cái trọng số được đo bởi giá này thì có nghĩa là em tìm một cái bay sao cho mà cái tổng giá vé nó sẽ là nhỏ nhất có thể. Còn nếu em bay bằng em tính theo thời gian thì em muốn là tính tổng thời gian nhỏ nhất có thể, khoảng cách thì em tính là tổng khoảng cách nhỏ nhất có thể. Đấy, thì bài toán về mặt toán học mà nói thì như thế này. Bài toán mình đang xem xét là gì? Cho G là một đồ thị này. Và mỗi cạnh của E này có một trọng số này. Lớn bằng không này. Và bây giờ rồi cho
hai điểm A và B này thuộc P này, hãy tìm đường ngắn nhất này. Đi từ A tới B. Còn cái thế nào là đường rồi, thế nào là gọi là cái độ dài của một đường, thế là đường đấy nó chứa bao nhiêu cạnh thì độ dài của đường đấy thì bằng tổng cái trọng số của cái cạnh ấy, các cái cạnh trên cái đường này đúng không? Rồi thì bài toán này thì có một cái thuật toán để giải quyết rất là nổi tiếng, gọi là thuật toán Dijkstra. Dijkstra là tên một nhà tin học người Hà Lan nhé. Ông ấy nghĩ ra cái thuật toán này lâu rồi, từ năm 1959, 1960 gì đấy. Là thuật toán này nó rất là cổ rồi, nhưng mà nó vẫn là thuật toán kinh điển, và các cái bài toán mà tìm đường ngắn nhất ở trên đồ thị thì vẫn sử dụng thuật toán này, hoặc là sử dụng thuật toán này nhưng mà cải tiến một chút. Tức là trong trong thực tế thì người ta phải cải tiến một chút. Thì đặc biệt là những cái bài toán mà định vị tìm đường ấy thì là đều là tìm đường ngắn nhất đúng không? Để em đi xong em muốn tìm đường ngắn nhất đi từ một điểm đến một điểm khác, search Google là thế nhé. Thì Google nó sẽ sử dụng cái thuật toán như thế này, tất nhiên là có cải tiến của nó. Thì bây giờ thuật toán Dijkstra này thì nó nói cái gì, làm thế nào để cho một đồ thị bất kỳ này và tìm được là cái đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh của nó. Thì lấy ví dụ luôn nhé, qua ví dụ này thì các em sẽ hiểu được cái thuật toán đấy nó làm cái gì luôn. Giải thích còn giải thích tổng quát thì nó hơi khó hiểu nhé. Thầy lấy ví dụ luôn này. Rồi, thầy lấy một ví dụ dễ và sau đó thầy lặp lại một cái ví dụ nó phức tạp hơn, không phải khó hơn, tại vì không có gì khó hơn ở trong chuyện này cả. Khó với dễ thì không không nó tương ứng. Giống như ngày trước là mình học cộng số ấy, em hiểu không? À, giống như là các em để ý nhé, em để ý cái nguyên lý của nó. Có một số bài toán thì trông nó khó, tức là khi mà nó phức tạp lên thì nó khó hơn thật. Nhưng mà có một số bài toán khi nó phức tạp hơn thì nó không khó hơn, nó chỉ phức tạp hơn thôi. Giống như ngày trước em học ấy, em đi học sau đó thì là lúc đầu thì người ta dạy em là 1 cộng 1 đúng không? Và lúc đầu mình đi học mình không biết cái gì 1 cộng 1 là khó rồi. Và 5 cộng 7 là bắt đầu là ngắc ngứ rồi, 5 cộng 7 này. Đúng không? Rồi sau đó người ta dạy em 5 cộng 7 là bao nhiêu? Sau đó người ta dạy em là 15 cộng 17 là bao nhiêu? À, có bạn 15 cộng 17 bao nhiêu cũng khó khăn đấy chứ không phải không. Nhưng mà sau khi em lớn lên rồi thì em mới hiểu là 5 cộng 7 là bao nhiêu, 15 cộng 17 thì nó giống nhau thôi. Thế viết nó dài hơn nhưng mà nó giống nhau đúng không? Và thực ra là 5 cộng 7 bao nhiêu thì không khác gì 1 cộng 1 bằng bao nhiêu đúng không? Nhưng mà tất nhiên em phải mất một quá trình em học sau đó não em trưởng thành một chút, em nhìn lại em mới thấy thế không hiểu tại sao ngày trước mình không cộng được 5 cộng 7 nhé. Mình không thể hiểu được. Thế bởi vì lúc đấy não mình nó như thế. Thì cũng là như vậy nhé. Rồi khi mà thầy giải một cái ví dụ này thì thầy hy vọng là giải một cái thôi là em sẽ hiểu được. Giống như giải thích cho em 5 cộng 7 là bao nhiêu, thì lần sau là 6 cộng 8 bao nhiêu em phải biết giải nhé. Sau đó tự em suy luận ra là 16 cộng 18 bao nhiêu em cũng phải biết được chứ. Chứ không phải là giải ví dụ này sau đó thì em thấy chưa hiểu, giải ví dụ khác thầy ơi em vẫn chưa hiểu. Thầy tự cố gắng là suy nghĩ xem là thầy đang làm cái gì nhé. Thì một đồ thị nó dài, nó phức tạp hơn, ví dụ nó to hơn thì nó sẽ mất thời gian hơn, nhưng mà mình vẫn làm như thế nhé, hiểu tinh thần của nó. Thì bây giờ nó làm thuật toán Dijkstra nó làm như thế này này. Rồi có nhiều cách trình bày nhé, trong đó một cách trình bày mà thầy thấy hay nhất là thứ nhất là người ta liệt kê tất cả các đỉnh, và bây giờ người ta muốn là tìm cái đường đi ngắn nhất, độ dài của đường đi ngắn nhất đi từ A cho đến Z nhé. Bây giờ người ta liệt kê tất cả các đỉnh này, sau đó thì là người ta sẽ là gán nhãn các đỉnh này, tức là người ta sẽ gán cho mỗi đỉnh một con số này, và con số đấy nó sẽ phản ánh như thế nào, nó phản ánh cái gì.
con số mà mình gán ở mỗi bước này, sau đó mình liên tục ở mỗi bước mình lại cập nhật con số đấy nhé. Và ở bước nào thì con số đấy nó thể hiện là cái kiến thức hoặc là cái thông tin của mình là ví dụ đi từ A cho đến B, độ dài của cái đường ngắn nhất đi từ A cho đến B là bao nhiêu. Thì lúc đầu tiên là mình chưa khám phá đô thị nhé, mình chưa khám phá đô thị thì mình không biết được. Khi mà người ta chưa biết cái gì thì người ta sẽ ký hiệu là vô cùng. Đường ngắn nhất đi từ A đến B là bao nhiêu? Mình chưa nhìn vào đồ thị, mình chưa biết được gì. Thế lúc đầu người ta sẽ gán tất cả những cái này là vô cùng này. Sau ở bước tiếp theo thì người ta sẽ thay cái nhãn này bởi cái nhãn mới. Bằng cách nhìn vào đồ thị thì từ từ đã nhé. Nhưng mà cái bước đầu tiên thì là người ta hỏi là đường ngắn nhất đi từ A đến A là bao nhiêu? Tất nhiên là anh trả lời được không, đúng không? Tại vì mình đang ở A rồi. Rồi bây giờ thêm như thế này này. Ở mỗi bước này em sẽ chọn ra cái số, ở mỗi bước này, em sẽ chọn ra cái số nhỏ nhất, em đóng khung nó lại. Và sau đó thì em sẽ không bao giờ em thay đổi cái nhãn này. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết chắc là mình có nhìn vào đồ thị có nhiều hơn nữa, mình có khám phá đồ thị nhiều hơn nữa thì cái khoảng cách ngắn nhất đi từ A cho đến A nó vẫn là không, không có gì thay đổi cả. Rồi bây giờ tiếp tục này. Nhưng mà khoảng cách từ A đến các đỉnh khác thì mình chưa biết thì mình sẽ biết là vô cùng này. Đấy. Bước tiếp theo này. Mình hãy nhìn rồi những cái đỉnh nào mà mình vừa đánh khung vào rồi. Mình sẽ nhìn những cái đỉnh mà xung quanh nó, tức là lân cận của nó thì ở đây là xung quanh A thì sẽ có là B và C. Thế bây giờ thầy sẽ là thầy thấy là B này. Thì thầy sẽ bảo là nếu mà mình biết B ngay cạnh A thì mình sẽ là nói là có một đường này đi từ A đến B, tôi vừa khám phá ra một đường này đi từ A đến B mà có độ dài là 2. Thì ở cái bước này tôi biết là có một đường đi từ A đến B mà độ dài là 2. Thì tôi thay cái nhãn của B bởi là số 2. Nhưng mà tôi chưa nói nhé. Không có nghĩa là tôi nói rằng đấy là đường ngắn nhất. Nhưng mà tại cái thời điểm này ở tôi khám phá, tôi mới chỉ khám phá được một chút về đồ thị thôi xung quanh cái điểm A này. Là tôi tìm được một đường có độ dài là 2, nhưng mà tôi chưa nói rằng đường đấy là đường ngắn nhất nhé. Sau đó con C thì sao? Thì là gán nhãn C là 3. Đấy, tôi vừa phát hiện ra là có một đường đi từ A cho đến C, chính là cái cạnh này, mà độ dài là 3. Nhưng mà tôi cũng chưa khẳng định đấy là đường ngắn nhất nhé. Bởi vì em tưởng tượng là nếu đồ thị này nó hơi khác này, cạnh từ A đến B này, giả sử từ B đến C cũng có một cạnh này, và giả sử là từ B đến C thì là cái trọng số nó là 0.5 này. Thì thực ra là về sau cái đường đi ngắn nhất từ A đến C không phải đi thẳng từ A đến C mà đi từ A qua B rồi từ B qua C thì nó sẽ là nhanh hơn. Còn D, E với Z thì tôi chưa khám phá được cho nên là tôi vẫn để nó là vô cùng này. Bây giờ bước tiếp theo này, ở mỗi bước này em chọn cái số nhỏ nhất này và em đóng khung nó lại. Và em biết được rằng là không có đường nào khác đi từ A đến B mà ngắn hơn là có độ dài ngắn hơn là 2. Bởi vì sao? Bởi vì giả sử cái khả năng khác là tôi đi từ A đến B, chỉ có một cái khả năng là tôi phải đi từ A đến C rồi từ C tôi lòng vòng kiểu gì để tôi qua được B. Nhưng mà cái con đường đấy nó không thể ngắn hơn cái con đường đi trực tiếp từ A đến B được trong trường hợp này. Bởi vì sao? Bởi vì đi từ A đến C đã mất 3 rồi. Và đi từ C đến cái từ C rồi lòng vòng qua B nó phải mất thêm. Thế là không thể nào ngắn hơn 2 được. Đấy, cho nên là cái bước này tôi đóng khung như này, tôi sẽ chắc chắn là đường ngắn nhất đi từ A cho đến B độ dài là 2. Sau đó bước tiếp theo tôi lại làm gì? Tôi lại nhìn xung quanh B. B nó nối với những cái gì? B nó nối với A, nhưng mà bây giờ A mình quên đi, mình không cần để ý nữa, mình đóng khung nó rồi. B nối với D và với E này. Thì bây giờ cái nhãn của D với E nó sẽ thay đổi nhé. Như thế này. Nhãn của D rồi nhãn của C thì không thay đổi bởi vì C không nối với B nhé. Không có gì mới để khám phá với C. Về C ở cái bước này. Nhưng mà D thì có. Nhãn mới của D sẽ là 7 này, có nghĩa là tức là tôi vừa phát hiện ra một đường này đi từ A đến D này mà qua B nhé, mà qua B và độ dài là bằng 7. Thế như vậy là tôi vừa khám ra một đường độ dài là 7 đi từ A đến D. Không có nghĩa rằng đấy là đường ngắn nhất nhé. Ở bước này thì tôi mới khám phá ra một đường như vậy này. Rồi, E thì sao? Nhãn của E sẽ thay đổi từ vô cùng này
thành 4 này, có nghĩa là tôi bảo là tôi vừa phát hiện ra một đường này đi từ A cho đến E mà qua B độ dài là 4. Z thì sao? Z thì tôi chưa động đến được, bởi Z nó không trực tiếp nó nối với B cho nên tôi chưa biết được. Vẫn là vô cùng. Rồi sau đó thì là ở mỗi bước thì thầy đã bảo là các em cứ lấy cái số nhỏ nhất. Khi mà em viết như này rồi thì em biết chắc chắn là cái độ dài, cái đường ngắn nhất đi từ A đến C độ dài là 3, không có gì phải nghi ngờ nữa. Sau đó là em vừa chọn điểm C xong, em vừa đóng khung điểm C thì em sẽ khám phá xem là với cái thông tin vừa rồi, tức là với thông tin là gì, đường ngắn nhất đi từ A đến C độ dài là 3, thêm cái thông tin đấy thì liệu rằng là mình có tìm ra cái đường ngắn nhất để nối A tới các điểm khác hay không. Thì bây giờ chỉ cần là có thêm cái thông tin đấy thì mình chỉ cần khám phá xem là những cái điểm nào mà nối với C thôi, đúng không? E. Thì như vậy là nếu mà như vậy là E này thì mình vừa khám phá thêm một cái đường này mà độ dài là mà đi qua C nhé. Nối với E độ dài nó là 3 cộng 5 bằng 8. Nhưng mà rất tiếc là cái đường này 3 cộng 5 là 8, cái đường này nó lại dài hơn cái đường mà mình đã biết rồi. Nhá. Cho nên là nhãn của E nó không thay đổi này. Mình vẫn bảo là 4, cái đường ngắn nhất vẫn là 4. Được. Chưa biết là ngắn nhất hay không, nhưng mà cái đường mà tôi vừa phát hiện thêm ra là A, C, E độ dài là 8, nó dài hơn cái đường mà tôi đã biết rồi, cho nên tôi không quan tâm đến cái đường này. 7 này. Đến vô cùng. Rồi vô cùng nhé. Tiếp tục này. Thầy viết lại nhé. Rồi là A, B, C, D, E, Z. Thì như vậy thì mình đang ở tình trạng là 0 này, 2 này, 3 này, 7, 4, vô cùng. À, đấy, thì tôi đánh dấu cái E này. Đấy, thì sau khi mà tôi có E thì tôi đánh dấu này rồi thì tôi sẽ biết chắc rằng là khoảng cách ngắn nhất từ A cho đến E nó sẽ là 4. Có một đường độ dài là 4 và đường đấy đường ngắn nhất. Sau đó tôi lại làm thế nào? Sau đó tôi lại khám phá nhé. Sau đó tôi lại khám phá xem là từ E, xung quanh E là cái gì. Thì xung quanh E bây giờ là có D với Z. Tất nhiên là có B với C, nhưng mà B với C thì là đóng khung rồi cho nên mình không quan tâm nữa. D với Z. Thì bây giờ này, nếu mà tôi có một đường độ dài là 4 đi từ A cho đến E này, xong lại có từ E cho đến D độ dài là 1 này. Như vậy tôi sẽ khám phá ra có một đường độ dài là 5 này đi từ A cho đến D. Đúng không? Ok, và từ nãy tôi có độ dài là 7, đường độ dài là 7 thì đường độ dài bằng 5 nó sẽ thay thế đường độ dài là 7. Tôi viết số 5 vào. À, đấy. Còn Z thì sao? 8. Bởi vì là tôi đang có là đường độ dài là 4 đi từ A đến E này. Và cộng với từ E đến Z là 4, cho nên là tôi vừa khám phá ra có một đường độ dài là 8 đi từ A đến Z. Còn đường này là ngắn nhất hay chưa? Tôi chưa biết nhé. Nhưng mà ở đây thì sau ở bước này tôi chọn là 5 này. Sau khi là 5 này thì là tôi lại khám phá xem là xung quanh D có cái gì, thì xung quanh D có cái Z đúng không? Bây giờ chỉ còn một cái Z là mình chưa xét thôi. Thì nếu mà độ đường đi từ A đến D có đường là 5 này mà từ D đến Z là 2 này. Đấy, em nhìn này, số 2. Thì là rõ ràng là có một đường đi từ A đến Z là 7 cơ. À thì em thấy 7 nó ngắn hơn 8 cho nên em 7. Và sau đó em đóng khung cái này. Sau đó đến khi mà em đóng khung được cái cột của Z này này thì em sẽ khẳng định là khoảng cách ngắn nhất hoặc là cái đường có độ dài ngắn nhất từ A cho đến Z này là số 7, 7. Và bây giờ là còn mỗi một việc là nếu mà em muốn truy lại xem mình muốn tìm truy lại xem là đường nào là đường đã đi từ A đến Z mà độ dài là 7 thì em sẽ làm như thế sau. Em sẽ quan sát đến những cái chỗ là gì, những vị trí mà giá trị của S thay đổi lần cuối cùng nhé, giá trị thay đổi lần cuối cùng. Đấy thì ở đây là thay đổi từ 8 sang 7 là lần thay đổi cuối cùng đúng không? Em sẽ khám phá ra từ Z. Rồi sau đó là em hỏi là lý do vì sao là giá trị của Z nó lại thay đổi từ 8 sang 7. Em nhìn vào cái dòng này thì em bảo là bởi vì là
có cái đường đi qua D, từ đường đi từ A đến Z mà qua D, và đường này nó ngắn. Tại vì ở đây là cái việc là D nó làm cho cái Z nó thay đổi, có nghĩa là mình vừa bảo là nếu mà ta đi từ A đến D, xong từ D đến Z thì nó sẽ ngắn, đúng không? Rồi, từ D này, đấy. Xong rồi em lại khám phá xem là sau đó em nhìn vào cái cột D này, thì em lại xem là lần cuối mà cái D nó thay đổi giá trị là bao nhiêu, tức là thay đổi nhãn là bao nhiêu, là từ 7 xuống 5, đúng không? Em lại nhìn vào cái cột 7 này. Cái gì khiến cho là 7, khiến cho là D chuyển từ 7 xuống 5? Thì em nhìn vào cái cột này, ở cái bước này cái gì được chọn là chính là E này. Rồi, sau đó cái E nhé, thì em lại khám phá xem là cái lần cuối mà E nó thay đổi giá trị là như thế nào. Thì không phải là từ 4 đâu, đây là từ đây nhé, từ vô cùng xuống 4. Lý do gì khiến cho E thay đổi giá trị từ vô cùng cho đến 4? Thì em sẽ xem là cái gì được chọn ở cái bước này, B. À, B. Là bởi vì mình đã khám phá ra là nếu mà mình đi từ A qua đến B, sau đó đến E thì nó ngắn. Tất nhiên đến bước cuối cùng thì em sẽ là em nhìn vào cái thằng B này, em sẽ bảo là lần cuối mà B thay đổi giá trị là gì? Lý do bởi vì là có đường từ A đến B được dài là hai. Okay. Cuối cùng em kết luận là cái đường đấy. Rồi nhé. Bây giờ là một bài khác này. Tất nhiên là ví dụ em tưởng tượng là giả sử câu hỏi này người ta hỏi là đường cái khoảng cách ngắn nhất từ A cho đến Z là bao nhiêu? Ok thì em nhìn vào mắt em nhìn vào mắt phát lại cái tất nhiên định ngắn nhất ở đây là 7. Okay. Thì đáp án là 7. Thì em không cần phải dùng thuật toán Dijkstra nhé. Mà trong bài test thì có khả năng cao là sẽ không có cái câu hỏi kiểu đấy đâu. Câu hỏi đấy nó khá là thế, nó khá là ngớ ngẩn đúng không? Nó khá là ngớ ngẩn, nó khá là ngớ ngẩn. Mà nó sẽ cho một đồ thị, sau đó nó hỏi em là lần lượt các đỉnh, tức là ta nếu mà khi mà ta chạy thuật toán là Dijkstra thì là thứ tự nhé, thứ tự lần lượt các đỉnh mà ta xác định được là khoảng cách ngắn nhất đến A là gì, thì em sẽ phải trả lời là đầu tiên là A rồi, tất nhiên rồi. Sau đó thì em xác định được đến là đỉnh B, sau đó đỉnh C. Đấy, tức là thứ tự đóng khung đấy, sau đó E, D và Z. Tiếp tục này. Bây giờ một cái ví dụ khác là bạn nào thử làm cho thầy nhé. Ví dụ tiếp theo là như thế này. Và bây giờ mình cũng muốn tìm là cái khoảng cách ngắn nhất đi từ A đến Z nhé. Thì cái bước đầu tiên là mình cũng sẽ viết những cái đỉnh đấy trên cùng một dòng. Và sau đó mình sẽ thay đổi nhãn nó dần dần nhé. Thì tất nhiên là đầu tiên thì luôn luôn là vô cùng này. Tiếp theo nào, bây giờ bước tiếp theo thì là cái nhãn của cái gì thay đổi và thay đổi như thế nào, một bạn đọc cho thầy đi. Đây là thay đổi là B là 4, D là 3. Ba, còn những cái mà thầy không viết ra bởi vì có nhiều quá thầy không muốn viết lại nhé, thì cái gì nó không thay đổi thì nó vẫn vô cùng nhé, mà cho thầy viết thêm một dòng nhé, lần sau các em hiểu là thầy không viết cái gì có nghĩa là nó vẫn giống cái ở trên. Rồi sau đó tiếp đi em. Chọn đóng khung với không và đóng khung với Chọn ba. cái không không này ông rồi rồi cái ba, cho nên cái này không bao giờ thay đổi nữa nhé. Rồi. Tiếp tục đi em. Từ điểm C thì ta có là đến B là 5. Ừ, cho nên là em sẽ điền số gì vào đây? Đây là số 4, à Ừ, đâu, số 5. số 4, số Năm. 4.
5 lớn hơn 4 cho nên là em không nhé, em muốn tìm đường ngắn nhất mà. Thì mình vừa thấy có một đường đi từ A đến B độ dài là 4 rồi. Mình phát hiện thêm một đường khác là đi từ A đến B thông qua C độ dài là 5. Nhưng mà 5 nó dài hơn cho nên mình không chọn cái đấy nhé. Sẽ 4. Từ đến D là từ A đến D là 6. 6 nhé, rồi. Có nghĩa là em muốn cho cái nhãn mới của D sẽ là 6, bởi vì là ý của người ta là ở ở cái bước này tôi vừa khám phá ra là có một đường đi từ A đến D và thông qua C độ dài là 6. Đến E là độ dài là 9. Mấy kia như trên. Trên. Mình đóng khung cái 4. Thế đến từ B thì có là B đến D là độ dài là 9 thì mình lấy 6. Sáu, vấn đề 6 đây. Rồi động như trên đóng khung với 6 ạ. Rồi, rồi, từ Uh, từ chờ từ từ D từ từ D đến E từ D đến E là vậy A B C D E F G S nhé. Rồi, 6 rồi. từ D đến E là bảy là Đúng rồi, từ D đến E thì mình phát hiện ra là có đường là đấy, thì bảy từ A đến D là 6 và từ D đến E thêm 1 nữa là cho nên E là 7, cho nên là nó thay đổi nhãn của E đúng không? nên F là 10. F là thực ra là 10 không? Cộng lại cho thấy là 11 ạ, nhầm 11. cái 11 số 2 So G thì với Z thì vẫn như thế này. đóng khung 7 ạ. Đóng khung cái 7 này. Xong đến từ cái E đến cái G là 7 cộng 12. 12 đúng rồi, bởi vì cạnh EG là độ dài là 5. Đến F vẫn là 11 cho nên lấy 11 ạ. Cho nên là em sẽ đọc cùng cái này. Rồi tiếp tục đi. Từ F thì có là đến Z. Lấy đi đến G đi ạ. Đến G là 10 11 12 Mười mấy? 13. 13 cho nên mình vẫn giữ là Đến 12. 12. Rồi. Đến Z thì là 10 18. 18. Đúng rồi. Đóng khung 12. 12. 18 rồi thì Tiếp tục bước cuối. bước cuối thì là Có nhìn thấy cái này bên này không? có S thì từ từ S mà đến đến với cả là Z thì là đoạn bằng 17 là ngắn nhất. Không phải. Rồi em vừa chọn cái G này. Em vừa đóng khung cái G cuối cùng, sau đó thì em khám phá gì? G đến Z nào để cộng lại nhé. 12, Là 14, 4 rồi, 16. 16. Rồi bây giờ chỉ còn một cái này thì em đóng khung cái này và em kết thúc đúng không? Thì em sẽ cạo vào là cái khoảng cách Dài. này ngắn nhất. Từ A đến Z này là 16 này, đúng không? Vâng. Còn nếu em tìm đường nhé thì em sẽ làm thế này. Em làm thế nào? Nào, Đầu bây giờ tiên là mình Z. truy lại, mình có cái bảng này rồi. Mình truy lại xem là cái đường nào là đường có độ dài là 16, em làm thế nào? Mình đầu tiên là Z. Ừ. Sau đến để cái nằm Z thay đổi là G thì là Đấy, mình quan tâm đến là cái từ chỗ đây là nó lần thay đổi giá trị cuối cùng của Z đúng không? G này. Những cái G. Z này. Và Z thay đổi bởi vì là G. Rồi, tiếp tục. G thay đổi là bởi vì Thay đổi do là F. không phải F đâu. G thay đổi là do Thì em phải nhìn xem là G là thay đổi giá trị lần cuối là đâu. Đây đúng không? vâng là E. E nhé. Rồi. Rồi em quan tâm đến E thay đổi giá trị lần cuối là đâu. E thay đổi giá trị lần cuối là B ạ. Là từ chỗ này. Không phải đâu. Ở đây Em vừa đọc là B hay là gì? B ạ. D rồi. Rồi, tại vì từ 9 chuyển sang 7 thấy hết slide cho nên thầy đã không biết nhé. D. Là D ạ. Sau đó em quay sau, sau đó D đúng không?
tại vì cái bước từ đây sang đây nó thay đổi, bởi vì ở nước này D nó đã được đóng khung và mình đã tìm hiểu xung quanh D đúng không? Ok thì cái này tiếp tục này. C. C. Rồi A. Sau đó thì C nhé. Và sau đó thì C thì em lại xem là C thay Đến đổi là như A. nào. Dạ, Thì đến em A. thấy là từ đây đến đây có A đấy nhé. Đấy, em thấy không? Thế như vậy là thuật toán này nhé, sau khi em vừa tìm được khoảng cách này và em vừa tìm được đường nhé, thì rất là dễ thôi, rất là dễ thôi. Em tìm được đường thì em rất là dễ thôi, không khó đâu. Nhưng mà lập trình thì cũng không không dễ lắm đúng không? Em tưởng tượng là biến cái này thành một cái code thực sự mà để cái code thì nó chạy được không, không dễ lắm đúng không? Cho nên các em thử về các em code xem. Rồi bây giờ mình còn một chút thời gian này thì mình sẽ ôn tập nhé, rồi mình sẽ làm một số bài tập, làm thêm một số bài tập. Đấy thì em mở cái file mà thầy đạo thầy up lên trên Classroom để mình thử làm. Rồi, bài thứ nhất này. Bài thứ nhất là người ta hỏi em là đấy, thì bài bài thứ nhất là bài tập 1 ở trong file này. Người ta hỏi em là các cái đồ thị sau là thuộc loại gì, tên nó là gì. Đấy, thì thầy ghép lên vài câu, cái này thì là gì, cái này thì là gì, tiếp theo thì là gì. Nào, hai cái này trước đã này. Hai cái này thì là cụ thể gì. Em đọc cái em mở lại cái slide đầu tiên ý, slide đầu tiên nó bảo em là có những cái loại đồ thị gì nhé, đồ thị đơn, đồ thị đa, rồi đồ vô hướng, có hướng, rồi gì đó. Cái này là gì? Thứ nhất là em đặt câu hỏi cái này là vô hướng hay là có hướng? Vô hướng ạ. Vô hướng này, undirected. Sau đó hỏi thêm là cái này là đơn hay là đa? Đơn ạ. Được, được. Còn cái này thì sao? Cũng là vô hướng rồi, tất nhiên là cái này gọi là gì? Đa được đúng không? Vâng. Multiply. Thôi, thầy không làm những câu sau nhé. Đấy thì về cơ bản là check lại định nghĩa thôi.
Sau đó thì em nhìn vào bài tập này, thầy nói qua một số bài tập này. Thì bài tập số 3 thì nó rất là hỏi em là đồ thị này có bao nhiêu đỉnh, bao nhiêu cạnh, bao nhiêu đỉnh vào, bao nhiêu đỉnh ra ở mỗi cạnh, à mỗi đỉnh nhé. À, bậc vào, bậc ra của mỗi đỉnh. Thì thôi thầy không chữa nhé, sẽ đơn giản thôi. Câu số 5 thì không nói làm gì rồi, chứng minh cái này thì em thích em làm nhé. Câu số 6 là bắt em vẽ đồ thị nhé. Vẽ đồ thị thì chỉ là đơn giản là nhắc các em là các đồ thị có tên ý, thì là định nghĩa là thế nào. Bài tập 6 ở trong file đấy. Thì là ví dụ nếu mà thầy yêu cầu em vẽ đồ thị là K4 thì em vẽ như thế nào, sau đó là ví dụ K22 thì em vẽ làm thế nào, C5 thì là cái gì. À, ví dụ thì mình vẽ thử ba cái đồ thị này, bạn nào nói cho thầy, mô tả cho thầy xem thầy nên vẽ cái gì. Rồi K4 là gì các em? Một bạn nào xung phong này. Có nghĩa là có mấy đỉnh đã? K4 là có mấy đỉnh nhỉ? 4 đỉnh này. 4 đỉnh này. Sau đó em nối như thế nào? Nối lại với nhau. Nối tất cả với nhau. Vậy đấy là K4. Rồi với K22 em có nhớ là cái gì không? Nó là cái hình phía Bốn trên đỉnh nhưng mà bỏ hai cái đường nằm ngang đi ạ. rồi, thì có nghĩa là mình có thể bảo K22 có nghĩa là em có hai, nói chung có hai cái ở trên, hai cái ở dưới, hoặc là bên trái bên phải, và tách ra như thế này, và nó chỉ có cạnh nối từ xanh đến đỏ, và nó nối hết với nhau thì nó gọi là K22, đúng không? Không có xanh đến xanh mà không có đỏ đấy, thì nó trông như thế này. Đấy là K22 này. Đây đây gọi là đồ thị hai phía đầy đủ, đúng không? Còn C5 thì là gì các em nhỉ? Có mấy đỉnh? Có 5 đỉnh. C5 là có 5 đỉnh. Ừ, có 5 đỉnh. Nhưng Và nó mà nối theo kiểu vòng. nối nối vào với nhau không có đường chéo. Rồi thì ở đây thì thầy chỉ nhắc các em là sau đó thì có cái thể loại bài tập ý, nó nói rồi đồ thị K4 sau đây nó có thỏa mãn tính chất này không. Ok, giả sử thế nhé, thì có một số bạn bạn ấy không ôn thì bạn ấy không biết K4 là gì, xong rồi bạn thắc mắc là thầy ơi là cái đề bài nó bảo là cho đồ thị K4 hỏi xem đồ thị đấy có tính chất này hay không, nhưng mà nó lại không vẽ cái đồ thị ra thì em biết làm thế nào. Thì tất nhiên K4 là cái này nhé, thành ra là người ta mặc định là em phải biết cái này chứ không ai vẽ K4 cho em, cho nên để ý cái câu hỏi đấy nhé. Trong đồ thị đã có tên như thế này rồi thì là đồ thị đấy nó là tiếp tục này. Thầy bỏ qua một số bài đơn giản, ví dụ như là cái kiểu như là cho một đồ thị này hãy viết là ma trận kề của nó này. Nếu bạn nào không biết thì phải viết nhé, nhưng mà thầy sẽ không chữa những cái bài như thế bởi vì nó không thú vị cho lắm, thì thầy sẽ chữa những cái bài nào nó hơi thú vị một chút.
Rồi bây giờ người ta hỏi là bài tập 20 đi, em nhanh thì bài tập 20. Bài tập 20 người ta hỏi là những cái đồ thị sau thì nó có những đồ thị sau thì nó có đặt cấu với nhau hay không? Câu tiếp theo này. Câu bài tập 20 này. Người ta hỏi là những cái cặp đồ thị sau là có isomorphic hay không? Thì cái cặp thứ nhất mình xem xét là cặp này. Các em xem là như thế nào? Rồi và sau khi và em giả sử em trả lời nó là không isomorphic, em chỉ ra một lý do thôi nhé. Còn nếu em trả lời là nó là isomorphic, chúng là isomorphic đúng không? Tại vì tao nói đến hai đồ thị, chúng là isomorphic thì em chỉ cho thầy, giả sử thầy nên gán nhãn nhé. Thầy nên gán nhãn các đỉnh như thế nào, hoặc là nói cho nhanh thì để nói nhanh cho nó đỡ phải mất nhiều thời gian, thì tốt nhất là thầy tô màu các đỉnh này, màu khác nhau này. Đen đỏ này, xanh lá cây này. Vàng này. Và một cái nữa là thầy chọn màu tím đi, tím. À, bây giờ thầy nên tô giả giả sử nếu em bảo hai hai cái này nó giống nhau hoặc là isomorphic thì thầy nên tô màu các đỉnh ở bên này như thế nào để thấy cái sự tương ứng là isomorphic. Còn nếu em bảo là không phải isomorphic, hãy chỉ cho thầy một lý do. Cái này không phải là isomorphic thật. Lý do Vì cái U4 của cái bên trái là bậc 4, mà cái bên phải không có cái bậc 4 nào cả. có cái V5 là bậc 4 kìa em, Ôi V3 là bậc 4 kìa. V5. Dạ, em Cái nhỏ. này là đẳng cấu ạ. Rồi và bây giờ để em tô màu thì em sẽ tô cái bên này như thế nào, cái gì là màu gì, màu tím thì là cái gì cho bên. Cái U3 bên kia thì sẽ là cái V2 bên này ạ. Rồi đấy thì là cái mà mình đã thấy là mình đã sử dụng cái tài sản thì Bởi vì nó là điểm, nó là cái đỉnh mà nối với hai cái bậc 4 ạ. hoặc là em có thể nói chỉ có U3 với cả V2 là bậc 2 thôi, cho nên nếu mà nó đẳng cấu thì hai cái này phải tương ứng với nhau. Sau đó tiếp tục em nghĩ là nên tô cái gì, màu đỏ thì nên cái gì màu đỏ, U2 sẽ là tương ứng với cái gì. Em nghĩ là U2 thì tương ứng với V5. Rồi chọn V5 được, mà V3 cũng được. Rồi tiếp tục là màu 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 vàng thì theo em nghĩ là gì? Màu vàng thì sẽ là V3. Rồi tiếp tục đi em. Nốt cái xanh lá cây thì thầy chọn V1 hay V4? Đây là cây thì là V4 ạ. Rồi xanh. Thực ra là V xanh lá cây V1 hay V4 cũng được nhé. Thực ra là em nhìn thấy là trong cái đồ thị này nhé. Đấy đúng rồi, thì nếu eto nhỉ em sẽ thấy là em có thấy các màu là nối với nhau đúng không? Rồi, đúng nhất rồi. Thì bây giờ thực ra là cái chỗ này thì em sẽ nhận thấy là
Thực ra là ở đây cái phần U1, U2, U4, U5 này, tình huống nó là có một cái K4 ở đây này, em thấy không? K4 ở đây này. Sau đó thì có một điểm nằm ngoài cái K4 đấy và nó nối đến hai đỉnh của K4. Thì ở đây thì cũng có sẽ có một cái K4 là V1 này, V3, V4, V5 là một cái K4. Và cũng có một đỉnh khác là nối với hai đỉnh của K4. Thì thực ra là rất là nhanh để nhìn ra là hai cái đấy isomorphic, bởi vì trong K4 này thì thực ra là điểm nào nó cũng có vai trò như điểm nào, bởi vì điểm nào cũng nối với ba điểm còn lại, đúng không? Cho nên ở đây thì người ta chỉ đánh lừa em một chút là gì, ở đây là người ta có K4 và người ta nối cái đỉnh ở ngoài này vào hai cái đỉnh, người ta vẽ như là cái cạnh của hình vuông, trong ở đây có K4, xong người ta có đỉnh ở ngoài, người ta nối vào hai cái đỉnh là giống như là trông hướng đường chéo của hình vuông, đúng không? Rồi thì vấn đề là gì? Vấn đề là gì? Người ta vẽ như thế nhưng mà thực ra là cả bốn, bây giờ mình không quan tâm đến hình học mà, cho nên mình bảo là thực ra là cả bốn cái đỉnh này thì đều như nhau. Cho nên là anh lấy cái này anh nối với cả hai cạnh, nên nối với cạnh hay anh nối với đường chéo thì nó như nhau, chẳng gì khác nhau cả nhé. Thế nên em nhìn như thế thì em sẽ kết luận nhanh hơn. Một chút là em phải ngần ngại nhé. Hiểu ý thầy không? Hiểu ý thầy không? Có. Giờ tiếp theo này, em thử làm cái này xem. Rồi vừa đẹp để mà có thể là số lớp bài này xong rồi cho các em kết thúc. Bài test thì nó sẽ không ra đồ thị nó khó như này đâu nhé. Nhưng mà thôi mình đã luyện tập thì mình làm khó lên một chút cho nó vui. Thực ra đã không quá khó nhé, thì mình hiểu ra rồi thì dễ thôi chứ không khó. Ok, tiếp tục này. Ta bảo là hai đồ thị này có isomorphic không? Lý do tại sao? Nó không ạ. Không isomorphic và lý do. Bởi vì cái điểm bậc 3 kia nó lại nối với hai điểm bậc 4 á. Rồi. Nhưng mà ở cái hình thứ nhất thì cái điểm bậc 3 nối với một điểm bậc 4 và một điểm bậc 1 ạ. Điểm bậc 3 nối với rồi. Thứ nhất là rồi ai đang nói nhỉ? Để thầy gọi tên. Tú ạ. Tú. Rồi Tú. Bạn Tú bạn ấy nói rằng là thứ nhất là mình quan sát thấy ở đây là chỉ có một đỉnh bậc 3, đúng không? Và đây cũng chỉ có một đỉnh bậc 3. Đấy, cho nên giờ mình nếu mà mình tập trung vào đỉnh bậc 3 này, nếu mà đỉnh bậc 3 của cái thứ nhất nó nối khác cái cách đỉnh bậc 3 của đỉnh thứ hai nó nối thì chắc chắn hai cái đấy không giống nhau rồi. Thì bạn Tú bạn ấy nói là đỉnh bậc 3 này mình quan sát thì thấy sẽ là nối với đỉnh bậc 4 này và đỉnh bậc 1. Bậc 3 ở đây thì nối với hai đỉnh bậc 4 cho nên nó khác nhau rồi, đúng không? Hoặc là mình có thể nói ra ở đây có hai đỉnh bậc 4 này. Thì ở trên này thì hai đỉnh bậc 4 chỉ có đúng hai đỉnh bậc 4 thôi, hai đỉnh bậc 4 ở trên này được nối với nhau, ở dưới này không được nối với nhau. Nói chung là nếu mà nó không isomorphic nhá thì là có rất nhiều lý do khiến cho nó không isomorphic. Như vậy cái này bạn em làm nhanh hơn là thầy nghĩ. Rồi thế là thêm câu này. Cho nên đáp án là không isomorphic thì thường là dễ thấy. Còn isomorphic thì mình phải nghĩ là một hồi. Tiếp tục. Cái này không đặc cấu ạ. Sao? Bởi vì nó không có bất kỳ một đỉnh bậc 4 nào ạ. Rồi, bên trái nó không có đỉnh bậc 4, đúng không? Rồi, không được cậu. Bởi vì bên trái là V6 này, đáp của V6 này. Còn 4 này, còn ở đây là không có bậc 4. Đấy, đơn giản vậy thôi. Nếu mà không đẳng cấu thì rất là dễ dễ nhìn. Như vậy vẫn chưa hết giờ. Giải quá nhanh. Rồi. À, thế phải thêm một bài này nữa.
Rồi bài bài tiếp theo nó sẽ hỏi như thế này. Đếp. Bài tiếp theo người ta hỏi là bài trong danh sách là bài số 21. Ta hỏi là có bao nhiêu đồ thị đơn giản này? Có 5 đỉnh và 3 cạnh. Ví dụ thế. À, và non isomorphic nhé. Thì lần trước thầy đã giải thích cho các em rồi, nếu em có 5 đỉnh, em có 3 cạnh thì em có thể vẽ được rất là nhiều đồ thị đúng không? Nhưng mà rồi ví dụ như vậy em có 5 đỉnh, vấn đề là em có 5 đỉnh này. Và em cứ gọi đây là ABCD cũng được nhé, nhưng thầy không muốn gọi tên. Với lại em có thể vẽ ra rất nhiều đồ thị đúng không, nhưng mà không phải đồ thị nào nó cũng là khác nhau, chứ khác nhau có nghĩa là không đẳng cấu với nhau. Tất cả những đồ thị mà em vẽ ra mà nó đẳng cấu với nhau em nhét chung vào một cái giỏ, người ta cuối cùng người ta hỏi là phải cần bao nhiêu cái giỏ để đựng tất cả những cái này. Làm thế nào để em đếm được? Có phải là 24 không ạ? 24 à? Thầy nghĩ là quá nhiều. Tại sao em nghĩ là 24? Bởi vì em nghĩ là nếu mà 5 đỉnh thì tức là nó có tối đa là 4 cạnh. À, Mà đề người bài hỏi nó... chính xác là 5 đỉnh và có 3 cạnh được. Vâng, nhưng mà nếu mà lấy 3 cạnh rồi thì tức là dù em có vẽ kiểu gì thì 3 cạnh nó cũng sẽ là liền nhau. Thế nên là Chưa chắc nhé. em... Đã thì em có sẽ có những cái trường hợp như thế này, ví dụ như thế này, đây là một trường hợp này, đây là một đồ thị như vậy này, nhưng mà sau đó thì còn một cái đồ thị khác là như thế này. Đấy thì hai cái này nó không đẳng cấu với nhau này. Nếu người ta hỏi là có bao nhiêu cái, đây đây là một trường hợp này, một cách này, tức là đây là một, cái đây là một cách khác này. Thế nhưng mà cái cách ở trên này thì nó ví dụ như là cũng như thế nhé, nếu mà thầy vẽ như thế này thì vẽ 5 cái như thế này, mà thầy lại thay vì thầy lấy từ điểm này mà thầy vẽ như thế này thì hai cái này là giống nhau nhé, hai cái này là giống nhau, cho nên cho 5 điểm cố định đi thì mà em vẽ như thế này hoặc là em vẽ như thế này thì hai cái này là một nhé. Đấy, ý của thầy là thế. Nếu bây giờ thầy đánh đây là A, B, C, D, E này, để cho các em hiểu khái niệm này. Nếu mà thầy nối như thế này thì hai đồ thị này là đẳng cấu với nhau, cho nên người ta sẽ tính ở đây là chỉ là một thôi. Được rồi. Nhưng mà cái này thì khác cái này. Đấy, cho nên đáp án nó không to đến mức 24 đâu, nó chỉ có mấy cái thôi. Làm thế nào để em làm được bài toán này? Có phải là chia trường hợp xét bậc của đỉnh không ạ? Được rồi, đúng rồi. Em sẽ chia trường hợp đúng không? Và cả lớp sẽ các em về làm nhé. Nhưng mà em chia trường hợp theo cái gì? Theo bậc của đỉnh ạ. Đỉnh gì? Em nghĩ là tức là đỉnh bất kỳ được ạ. Rồi, thực ra em nên chia theo kiểu là đỉnh max nhé. Tức là em mình nhìn xem cái đỉnh mà có bậc cao nhất là bằng bao nhiêu, ba là cùng này, À, vâng. max depth này là bằng 2. Có bao giờ max depth là bằng 1 được không? Không. Không. Rồi, cho nên chỉ có hai trường hợp này. Như vậy hai trường hợp này thì em vẽ ra em chỉ có được là trường hợp mà đỉnh max của nó là bậc là 3 thì chắc chắn là nó tất cả cạnh nó phải nối đến một đỉnh đúng không? Thì như vậy đây là chỉ có một thôi đúng không? Chỉ có một trường hợp. Đấy, em chỉ ra một thôi, không có cách nào khác nữa. Max depth là 2 thì sau đó thì em thử vẽ ra xem như thế nào. Liệu rằng có hai tình huống không? Max depth là 2 thì có nghĩa là có một đỉnh là nó sẽ hai đến cái đỉnh này. Còn một cái khác nữa thì là nó sẽ như thế nào? Thế như vậy một đỉnh khác nữa nó sẽ phải nối thêm còn một cạnh nữa đúng không? Em sẽ thấy là hoặc là như thế này. Hoặc là như thế này.
hết rồi đúng không? Đấy, thì hoặc là cái đỉnh ở ngoài này, hoặc là nối với để tạo thành nó bị rời ra như này, hoặc cái này nối với một trong hai cái đỉnh này. Mà thực ra là cái này nhé, thì nhắc lại là cái này nối với cái này, hoặc là cái này nối với cái này là cùng một tình huống nhé, đúng không? Cho nên sẽ có hai. Cái đáp án là ba thôi nhé, đơn giản thế. Em biết đấy, thế còn cái trường hợp mà ba ba cạnh nó tạo thành một tam giác, xong là hai cái đỉnh kia không nối đến bất kỳ cái đỉnh nào nữa. Ừ nhỉ, rồi, thấy tiếp nhau. Chính xác rồi. Nó còn đúng không? Thầy đếm thừa thiếu một trường hợp đúng không? Em nói đúng nhé, em nói đúng. Như thế này. Ok, cho nên đáp án chỗ này chỗ này 3, cho nên đáp án cuối cùng là 4 thôi. Đấy là lý do vì sao mà người ta thường là bắt em đếm, thì các người ta thường bắt em đếm là số đồ thị và không isomorphic, bởi vì con số đấy nó sẽ nhỏ, chứ đếm mà tính cả tất cả thì nó rất to. Ok, thầy điểm danh cho các em nhé.